Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này, biết tất cả đẳng trì nên thực hiện, chẳng nên thực hiện, cũng khiến các định thành tựu như việc này, thì như vậy gọi là tam ma địa ương tác, bất ương tác. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa trí tướng? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này, thấy tướng sở hữu của các đẳng trì, thì như vậy gọi là tam ma địa trí tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa kim cang man? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này, thông đạt tất cả đẳng trì và pháp, đối với định và pháp đều không có sở kiến, thì như vậy gọi là tam ma địa kim cang man. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa trụ tâm? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này, tâm chẳng lay động, chẳng chuyển, chẳng chiếu, cũng chẳng thiếu sót, chẳng nghĩ có tâm, thì như vậy gọi là tam ma địa trụ tâm. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa phổ minh? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với ánh sáng các định có khả năng chiếu khắp, thì như vậy gọi là tam ma địa phổ minh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa diệu an lập? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các đẳng trì có khả năng an lập mầu nhiệm, thì như vậy gọi là tam ma địa diệu an lập. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa bảng tích? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này thấy các đẳng trì đều như khối báu, thì như vậy gọi là tam ma địa bảng tích. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa diệu pháp ấn? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này in đậm các đẳng trì, vì dùng cái vô ấn mà in, thì như vậy gọi là tam ma địa diệu pháp ấn. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa nhất thiết pháp bình đẳng tánh? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này không thấy có pháp lìa tánh bình đẳng, thì như vậy gọi là tam ma địa nhất thiết pháp bình đẳng tánh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa khí xả trần ái? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này đối với các pháp định xả bỏ trần ái, thì như vậy gọi là tam ma địa khí xả trần ái. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa pháp dũng viên mãn? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này khiến các pháp Phật hiện ra tròn đầy, thì như vậy gọi là tam ma địa pháp dũng viên mãn. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa nhập pháp đảnh? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng diệt trừ vĩnh viễn tất cả pháp tối tâm, cũng vượt lên các định mà đứng đầu, thì như vậy gọi là tam ma địa nhập pháp đảnh. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tam ma địa bảo tánh? Thiện hiện, nếu khi an trú tam ma địa này có khả năng phát ra vô biên sự phú quý của